Hello, mình xin chào các bạn nha. Mấy anh chị thấy bông mình thì có mấy số bạn hỏi mua chia mình, nói chung là hiện giờ mình cũng ngưng bán rồi bạn, còn ít thôi. Mấy con này dạng như nó cũng đã già hết rồi, không có chim con bạn. Mà lúc trước mình chia sẻ là mình chia sẻ những cái chim con, chim tơ cho mấy bạn chơi về nuôi nó lâu thôi. Con này là dạng như chim bố mẹ, nó già lắm rồi. Đó. Có con cũng cả chục năm rồi đó. Ha. Chứ này là toàn là chim mấy không à, giờ thì tự nhiên có năm mấy 2 năm nay cũng nó bớt đẻ lại. Với hai mình thả mấy con chim này nè, nó vô nó ăn trứng, cũng ăn trứng nó cũng lâu lâu cũng được một con thôi chứ bạn. Bây giờ mình cũng ngưng bán rồi, nhiều khi bán con chim cũng không có nhiều các bạn. Nhiều khi mấy cái dòng chim này mà mấy bạn mới biết chơi á, bạn nào chơi rồi nuôi á, mua về làm giống á, thì nó mấy bạn biết. Chứ còn chẳng hạn như vậy đi đó, là mình mua mình bán mình gửi cho mấy bạn á, nó đi trên quá quá trình mà vận chuyển đi xa, cái bắt đầu nó dằn sóc hoặc là nó ấy, cái nó đi nó rụng lông bạn. Này thì chim này đối với mấy dòng chim này thì nó rụng lông, nó lẹ ấy lắm, nó lẹ ra lông lắm, chứ không phải nó rụng mà nó lâu ra đâu, nó rụng nó lẹ ra ra đó. Rồi các bạn thấy chim xấu quá bạn trả lại, trong quá trình trả lại là về cái nó hết nước hoặc hết này kia, cái nó hẻo luôn mà ha. Nên giờ mình cũng ngưng bán rồi. Thứ hai là chim của mình mấy con này thì nó già hết rồi đó. Chim này là dạng trong lòng này nó già, con cũng ít nhất là cái con cũng 2 3 tuổi, ba bốn tuổi trở lên không á, lâu lâu mới có được con thôi, chỉ sót một con hay con tơ thôi. Chứ còn thật ra đâu này chim nó già rồi, chim bố mẹ là mình thả chung vậy nè. Mà lúc trước mình bán là mình chia sẻ lại cho mấy bạn là chim còn tơ ha, để cho mấy bạn chơi được lâu hơn. Chứ còn giờ bán cho bạn chơi chừng 5 2 năm hay gì đó là nó ấy thôi. Thứ hai là nhiều khi mua về cái quá trình vận chuyển đi về cái này cái kia nữa. Thôi giờ mình tạm thời mình ngưng, chừng nào mình có bán thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình nói với bạn ăn. Chứ hiện tại bây giờ là mình không có bán nữa. Có nhiều bạn hỏi mua, nhiều khi nói mấy bạn bán, có số bạn thì ấy, cái mấy bạn buồn nó hết chim rồi, nó thấy thấy trong video còn nhóc nè, nó thả con mèo, con hay con mèo vô là hết luôn à. Nhiều khi mấy bạn buồn á ấy ha. Thật ra mình quay chủ yếu mình lâu lâu mình quay cho mấy bạn mình xem chơi ha, với cái cách nuôi á mình cũng chia sẻ cái gì mình chăn nuôi được nè, rồi mình nói mình chia sẻ cho bạn ha. Đó. À, lúc trước thì mình chẳng hạn như mình mới mua mới nuôi thì cũng giống như các bạn hay nuôi, không biết nuôi nó có dễ hơn hay là khó, có cần cái gì không, có bệnh hoạn thuốc men gì không. Thì nói chung là những cái gì mình làm được mình sẽ quay mình chia sẻ cho các bạn. Chẳng hạn như mình chia sẻ kiến thức chăn nuôi, nói chung mình không có giỏi gì, cứ hàng ngày mình làm sao cho chim mình nuôi vậy nè, có cái dòng chim này nè đó, sao sao thì dễ, thấy dễ thì mình chia sẻ cho mấy bạn thôi, chứ mình cũng không bắt buộc là mấy bạn phải làm theo giống y chang như mình đó. Tại vì nuôi mấy cái dòng này á nó đòi hỏi nó cũng ảnh hưởng đến cái nhiệt độ thời tiết đồ ở mỗi vùng nữa, mỗi khác bạn. Chẳng hạn như mình ở đây thì nhiệt độ bình thường á nó cho 38 39 độ đi đó, thì nó nóng, tại vì ở mình ở Tiền Giang với hai là nó gần biển ha, là nó nóng, thời tiết nó nóng dữ lắm ạ. Còn chẳng hạn như bạn ở 38 39 độ như ở mấy như ở Vĩnh Long, Đồng Tháp hay là Trà Vinh gì đó, ở Bến Tre gì đó, thì nhiệt độ lại khác. Nó mặc ti mặc dù 38 39 độ mà nó sông ngồi nó cây thì nó nhiều, còn ở chỗ mình thì ít cây đó bạn. Thứ hai là đất gò nó cao, nó nóng, nó không có ao đìa gì trơn cho nên nó nóng hơn ở mấy cái vùng khác. Nó cùng một nhiệt độ mà vậy mà chỗ nóng mà chỗ nó là lại mát mẻ ha.
là mình nuôi về đó, là mấy bạn mình mua về cái nó bắt đầu nó sốc về cái nuôi hơi ấy. Thì nói chung mấy cái dòng chim này thì nó về thời gian nó mới quen được cái thời tiết đó, như chẳng hạn như cây cối cũng vậy, lan hay là mua gì thấy vườn của người ta xanh mướt cái về chỗ mình cái nó bắt đầu nó héo nó khô lá, nguyên nhân là do nó sốc nhẹ các bạn, chim cũng vậy thôi, nó từ từ nó mới quen nó mới ấy được, nó từ từ nó mới quen à, nó quen rồi từ từ nó mới thích nghi với cái môi trường đó thì nó sống tốt rồi. Chứ thật ra thì đối với dòng chim cô gái thì nó dễ nuôi lắm, mấy bạn chỉ cần yêu cầu chuồng trại mà mấy bạn làm kỹ càng ha, rào chắn xung quanh vậy nè, đừng có cho chó mèo rồi nó vô được trong cái chuồng là ok rồi. Nhà mà có chó có mèo thì nó đi vòng 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 thời gian thì nó mấy cái này nó nhìn nó thấy nó quen rồi, nó không có bay nữa, nó cứ thoải mái ha, nó dễ nuôi lắm. Mấy này là thấy bông của mình không nè, nói chung mấy bạn mình chỉ cứ cho chăm sóc cứ ăn lúa nước nôi đầy đủ tắm rửa là chim nó hót nó gái suốt ngày bạn, chim cô gái nè, nói chung dễ nuôi lắm, không cần thuốc men gì hết. Thuốc men thì lâu lâu mình cưng đó thì mình mua cho nó ăn, chủ yếu là mình ngừa cái bệnh đó, như mình giúp cho nó ăn đủ như giống như người ta mình, như lâu lâu nó ăn rau ăn này ăn kia cung cấp cho nhiều dưỡng chất cho cơ thể nó khỏe à, nó có sức đề kháng thôi à. Chim nó cũng vậy thôi, ngoài thiên nhiên thì nó cũng ăn các loại hạt này kia, thì mỗi loại hạt thì nó có một cái chất đó, khác nhau đó. Chẳng hạn như đậu đồ thì nó có vitamin E hoặc là này kia ha, rồi nó ăn đất nè, nó ăn đất ăn sỏi rồi. Thường thường thì con chim cô gái thường thường mấy cái dòng mà nó ăn hạt đó, thì nó có thêm cái mè các bạn, nó như gà đó, nó cũng ăn đất ăn sỏi, nguyên nhân là nó giúp cho cái sỏi đó, nó có giúp cho nó cái bầu cái mè nó làm như cái dạng như có sai đó bạn, nó nghiền nát những cái như vỏ lá lúa nè, nó cứng lắm, rồi cái đó nó mới thải ra được, chứ còn không có cái đó thì nó ăn vô nó sẽ nó đâu có tiêu hóa được bạn, phải ăn này ăn kia. Cho nên mấy bạn mình nuôi chim cô gái ha, mình lưu ý ha, khi mà mấy bạn nuốt trong lòng lâu lâu mình cũng hạ thổ rồi ha, cho nó ăn đất ăn này ăn kia vậy đó. À, bây giờ con quay mình chia sẻ cho các bạn ha, đó mình cũng nói cho các bạn tham khảo ha, nói chung mình cũng đừng bán đâu rồi, nói chung bạn nào buôn bán qua online rồi cũng hiểu ha, nhiều khi nó suôn sẻ thì không sao mà nó trục trặc này kia cái mấy bạn không ưng ý cái gửi lại là mắt trắng luôn á. Nó thật ra chim mình lúc trước thì nó còn mắc chứ giờ nó cũng nói rồi, nhiều khi nói chung là vài ba trăm mà mấy bạn nói nó mắc, chứ thật ra mấy bạn nuôi được nhiều khi tuy nó dễ thiệt mà nuôi được con chim con lên á thì nó cũng cũng khó ha, chăm sóc rồi ăn lúa ăn này ăn kia cũng chi phí cũng nhiều lắm bạn, nhiều khi bán số lượng đông thì còn lời, chứ còn bán mà lâu lâu bán con hai con cũng không có lời, lỗ không có lời nhiêu, chủ yếu mình nuôi mình chơi đó là mình chia lại cho bạn làm giống ha, có chia sẻ lại là mình chủ yếu mình để mình mua lúa mua đồ cho nó ăn, mà giờ hiện tại bây giờ là mình ngưng rồi, mình không có bán nữa, khi nào mình có bán thì mình chia sẻ cho các bạn trên video cho các bạn ấy ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Bye bye.